trước khi gặp đối thủ Hồng Kông Eastern Long Lion vào ngày 18 tháng 2. Và tình huống can thiệp rất tốt của Stefan Nguyễn Tuấn Tú. Anh đã thực hiện thành công cú block trước. Tuấn Tú đã cướp được bóng rồi để ghi điểm. Một pha lên đổ nhẹ nhàng và thành công của Stefan Nguyễn Tuấn Tú. Điểm thứ 54.